Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Hòa thượng Viện chủ chùa Bửu Quang, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cũng là trưởng ban tổ chức những ngày tu bát quan trai cho các hàng Phật tử gần xa. Con xin thành kính đảnh lễ một người thầy rất là thân mến đã từng dắt các hàng Phật tử chúng ta trở về chùa Thiên Quang trong những dịp đầu năm mới, và cũng là người đã trực tiếp giới thiệu sư Hương Nhũ với quý Phật tử vừa rồi đây. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, nhân dịp buổi pháp thoại chiều hôm nay trong ngày tu bát quan trai giới, sư Hương Nhũ muốn gửi đến quý vị một pháp thoại mang tên Đừng nên phóng đại nỗi đau. A Di Đà Phật. Mấy ai đong đếm được nỗi đau khổ trên đời? Mấy ai biết mình là bao nhiêu cái thương tổn đã xảy ra trong cuộc đời? Nếu mà mình biết được, mình hiểu được điều đó, chắc là mình không có khổ đau đâu. Mà khi Đức Phật thành đạo tại Bột Gà Già, Bồ Đề Đạo Tràng, sau đó Ngài đi về Vườn Lộc Uyển, Varanasi, ở Ba La Nại, thì bài pháp đầu tiên Ngài thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như, Ngài nói lên bốn chân lý trong cuộc đời, mà chân lý đầu tiên đó là khổ đế, để khẳng định rằng những ai đi vào trong cái dòng đời này đều sẽ trải qua những nỗi khổ niềm đau. Thuở mà Hương Nhũ còn nhỏ, nhà của mình có những cái phòng mà mẹ ngăn ra để cho vợ lính ngày xưa thuê. Ngày xưa lính Việt Nam Cộng Hòa đi đâu là dắt vợ con đi theo. Cho nên là có khi nó không đủ chỗ cho vợ con của lính ở thì họ đi thuê nhà. Và trong nhà của Hương Nhũ hồi đó nhớ không lầm có rất là nhiều những người vợ lính. Và mình còn rất bé, mới học lớp 2, lớp 3 mà được nghe rất nhiều những câu chuyện. Mà tại sao bây giờ mình lại nhắc? Là bởi vì có một lần mình thấy một người vợ lính ngồi khóc rất nhiều. Không biết tại sao, mình nói sao cô khóc nhiều dữ vậy? Cô khóc hoài mà không biết chán sao? Mắt cô sưng lên rồi, cô quên cả ăn cơm, cô quên cả là đi tắm, cô quên cả đi ngủ rồi đó. Thấy cô khóc từ hôm qua cho đến bây giờ cô vẫn còn khóc. Thì cô trả lời một câu mà bây giờ Hương Nhũ còn nhớ, là con ơi, con nhỏ lắm, con không biết đâu. Nếu nước mắt không đọng lại trên gương mặt, không ai biết nó lạnh giá chừng nào. Đó, nghĩa là muốn nói lên cái nỗi niềm lạnh giá đau khổ ở trong tâm. Nếu cái đau đớn mà không nằm trên thân thể của mình không biết nó khó chịu ra sao. Cho nên nếu nói về cái đề tài nỗi đau, sư từng thuyết giảng những bài pháp khổ đau là liều thuốc kỳ diệu, hay là cũng cần phải có khổ đau. Bởi vì nếu không, chúng ta cũng sẽ không biết được cái bản chất cuộc đời, và để từ đó mình quyết tâm, mình tinh tấn, mình tu tập chuyển hóa nỗi đau, và mình sẽ nhận ra nhiều cái gọi là chân giá trị của cuộc sống. Do vậy hôm nay cũng là trước thềm Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Phật lịch 2563, Hương Nhũ có duyên lành về chùa Bửu Quang thân yêu của chúng ta, muốn nói với quý Phật tử rằng con người ta nhận định được nỗi đau là đã khó, bởi vì quen sống với nó và cảm thấy rằng là không có nó thì không được. Cho nên một khi đã đau thì không bao giờ chuyển hóa, mà trái lại còn tìm cách gặm nhấm nó và phóng đại nỗi đau lên. Mà dân gian Việt Nam có câu như thế nào? Ăn mày đứt tay, nhà giàu đổ ruột. Có đồng ý không các vị? Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Nói vậy là đúng hơn. Nhà giàu đứt tay là bằng giống như nhà ăn mày đổ ruột. Tức là một chút xíu thôi, mình phóng đại, mình khóc lóc, kể lể, đau đớn, làm cho cái chuyện trở nên nghiêm trọng. Và mình phóng đại cái gì chứ? Mình phóng đại nỗi đau, chính mình là người khổ đau nhất. Cho nên sư mới nói rằng, cũng trong từ lời dạy của Đức Phật,
Ngài sinh ra đời là vì an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Bây giờ trước thềm Phật đản Liên Hiệp Quốc, chúng ta chào đón một bậc đại giác ngộ ra đời. Mà bây giờ mình vẫn nuôi dưỡng những nỗi khổ niềm đau. Và trái lại có những người là phóng đại nó lên bất kỳ lúc nào. Phóng đại đến mức độ có thể để chứng tỏ là mình đau khổ nhất. Đó mới là cái điều mà sư thấy nó không phải là ít có đâu, mà rất nhiều. Tại vì sao? Bởi vì sư đã tiếp cận, sư đã nghe các vị chia sẻ tâm sự, muốn hẹn tới hẹn lui mới gặp được sư, gặp được thầy, tưởng làm sao cũng chỉ là phóng đại những nỗi đau của mình. Chính vì vậy, đời người chúng ta, niềm vui hay nỗi buồn luôn luôn song hành tồn tại, ai cũng trải qua, không có ngoại lệ. Chỉ có nguyên nhân thì cái người thì chuyện này, cái người thì chuyện kia, nhưng đâu mới là nỗi khổ lớn nhất của chúng ta? Mình tu tập phải biết cái gì là khổ nhất. Còn thường là chúng ta chỉ biết có những điều không như ý, nghịch lòng, trái ý, là chúng ta than thân, trách phận, khóc lóc, kể lể, than phạt, không biết là chán. Và thậm chí chuyện đã qua rất là lâu rồi, nhưng nếu muốn, các vị có thể kể đi nhắc lại nhiều năm và nhiều năm sau vẫn rõ mồn một, và thậm chí còn phóng đại, còn tăng lên những nỗi khổ niềm đau đó. Cái đó vẫn là một cái dạng phiền não mà chúng ta cần phải hóa giải đi. Các vị có đồng ý không ạ? Bây giờ là buổi trưa rồi, 2 giờ trưa, vỗ tay lớn được không ạ? Xin cảm ơn toàn thể đạo tràng. Theo đạo Phật, những nỗi khổ đau của con người đều xuất phát từ đâu, các vị biết không? Từ đâu? Từ tâm. Nói vậy làm gì? Từ tâm. Chúng ta đừng có nhận lầm những cái tào lao gọi là tâm. Tâm buồn, tâm vui, tâm thương, tâm ghét, mình nói là tâm đó hả? Chân tâm của chúng ta trong sáng, rỗng rang, thanh tịnh, đồng với mười phương Như Lai, một thể tánh thanh tịnh. Và chúng ta nhận nè, buồn, vui, giận, ghét, đó, thù hằn, yêu thương, những cái thay đổi bất thường, trạng thái của tâm lý con người, chúng ta nói là tâm của tôi, đó là sai. Đức Phật dạy những nỗi khổ đau của con người đều xuất phát từ vô minh, từ sự thiếu hiểu biết, thiếu trí tuệ. Vô minh được coi là nỗi bất hạnh lớn nhất của chúng sinh. Cho nên chúng ta tu tập về giữ những khóa bát quan trai, những ngày tu an lạc, quý thầy luôn dành cho chúng ta thời gian để được nghe pháp. Bởi vì nghe pháp rồi là tìm hiểu những lời Đức Phật dạy để khai mở cái trí tuệ. Đó là cái lý do mà Phật sinh ra đời. Sắp đến Phật đản rồi, có biết vì sao Phật ra đời không? Phật ra đời là để là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tức là cái nhìn, cái biết, cái trí tuệ của Phật, Ngài khai ngộ cho chúng ta cũng có cái nhìn, cái biết, cái thấy như Phật. Nếu chúng ta có cái nhìn, cái thấy như Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ khổ đau. Các vị có đồng ý không ạ? Cho nên trong kinh Đa Giới, Trung Bộ Kinh tập 3, sư có tìm đọc một cái đoạn như sau về lời Phật dạy. Này các tỳ kheo, tất cả những nỗi sợ hãi, đau khổ, thất vọng, vấp ngã, tai nạn đều do ngu si mà sinh khởi. Tất cả những điều ấy không sinh khởi nơi con người có trí tuệ, cũng như ngọn lửa bùng cháy từ bụi lâu, bụi cỏ làm cháy luôn cả nhà cửa, lầu gác, cung điện. Cũng vậy, ngọn lửa ngu si bùng lên làm cho những nỗi sợ hãi, thất vọng, vấp ngã và nhiều cái đại nạn xảy ra. Đó là Đức Phật dạy trong kinh Đa Giới. Vậy là Phật dạy chúng ta, mọi người hãy trở thành người trí, bậc hiền trí, bằng cách suy tư, quán chiếu, nhận ra được cái bản chất của nhân sinh, của vũ trụ, để dập tắt ngọn lửa ngu si, ngọn lửa vô minh, thành tựu trí tuệ, đoạn diệt khổ đau.
Chúng ta phải quán, có cái sự nội quán. Khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta thấy ai cũng cảm thấy rất là hoan hỷ. Tại có cái âm thanh nào mà nó thanh tịnh hơn cái tiếng niệm Phật đâu. Và khi con người ta niệm Phật và trong một cái hội chúng như vậy, những con người ta vốn lười nhác, phóng dật, tâm tư nó bị phóng túng nhiều chuyện phiền não, nhưng cho cái lực của đại chúng làm cho mình cũng ngồi cất tiếng niệm Phật, niệm theo đại chúng. Đức chúng như hải. Nhưng nếu chúng ta hiểu sâu lời Đức Phật thì ngoài cái việc niệm Phật, ngoài cái việc giữ giới cho thanh tịnh, chúng ta cần phải có cái sự nội quán, tức là quay trở về tìm hiểu chính tâm của mình. Cái các vị mới nói, dạ con phiền não là tại tâm con. Cái tâm đó là tâm gì? Tâm vô minh. Thì mình phải tìm hiểu cái tâm vô minh đó từ đâu mà sanh khởi. Còn thật ra mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh, và cái chân tâm Phật tánh của chúng ta cũng thanh tịnh, cũng là rỗng rang, trong suốt, đồng như thế. Nhưng mà chúng ta chấp các pháp tham sân si, chấp nhiều cái pháp phiền não, chấp nó là ta, chấp những cái phiền não trong cuộc đời, biến cái phiền não thành là ta, cho mình đánh mất chân tâm và Phật tánh. Mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Amita là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là chúng ta đang niệm cái gì? Chúng ta đang niệm cái Di Đà tự tánh của chúng ta. Nhưng có mấy ai niệm Phật mà biết mình đang niệm cái tự tánh trong sáng, rỗng rang, chân thật không? Hay là niệm chỉ là niệm? Còn cái nội quán là quay về suy gẫm cái tâm vốn nhận lầm cái phiền não là tâm. Thì chúng ta có khi nào suy xét cái điều đó hay không? Nhưng mà cũng rất may, bây giờ có thể chưa biết nội quán, chưa biết tự quán sát, chưa biết gạn đục lắng trong lấy mình. Nhưng dầu sao cái miệng niệm Phật cũng còn đỡ hơn là cái miệng nói lời hai lưỡi, đòn sóc hai đầu, nói lời thơm, thêm bớt, nói ra nói vào, nói cho người ta đau khổ. Có phải như vậy không các vị? Cho nên cái pháp niệm Phật là rất tuyệt vời. Trước hết làm tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, làm tịnh khẩu bằng cái tiếng niệm Phật. Nhưng chúng ta phải biết quay trở lại quán sát, nội quán để trở về tự tánh Di Đà. Đó mới là mục đích của cuộc đời tu hành. Chứ mình cứ nói ngồi niệm Phật đi, thanh tịnh từ 1 đến 7 ngày sẽ có kết quả. Nhưng chúng ta thử ngồi thanh tịnh 1 giờ có không? Nếu suy xét cho kỹ, chưa từng có. Tất nhiên cũng có người có, sư đang nói số đông. Tại sao sư nói như vậy? Thực tế thôi, sư ngồi giảng như thế này các vị ngồi nghe. Bây giờ bỗng nhiên có một người xuất hiện là các vị nhìn cái người đó. Người ta đi vô trễ, phải không nào? Đầu còn đội mũ, người còn chưa mặc áo tràng, ta lúng túng lúng ta, người ta đi vô là tất cả đều nhìn mà không biết nhìn vì cái gì. Vì cái tập khí lăng xăng lộn xộn nó bắt cái mắt các vị phải nhìn, mà không biết cái nhìn đó là không có cái nghĩa lý gì hết. Các vị đánh mất liền cái sự gì? Hướng tâm chú ý để nghe pháp. Rồi 5 phút sau lại có một người xuất hiện. Lúc nãy là phụ nữ, bây giờ lại là người nam. Thì người nam đi vào lại có cái đặc điểm khác, lại bắt đầu chú ý nhìn. Một chút sau lại một em bé đi vào, lại nhìn, tức là sư ở trên đây nhìn xuống là thấy. Cái ánh mắt của các vị nhìn theo cái nơi nào khởi lên cái tiếng động lạ là chúng ta liền lập tức đánh mất cái sự là cái chánh niệm. Khi niệm Phật thì càng tự do nữa. Tại miệng thì niệm Phật, thì mắt thì nhìn qua nhìn lại cũng ai nói mình. Tại mắt tôi chứ phải mắt bà đâu bà nói. Thì mình liếc qua rồi mình liếc lại, rồi quay tới thì quay lui, nhưng mà miệng vẫn niệm. Thì niệm như là một cái gì? À, một cái quán thôi, một cái tập quán, một cái thói quen. Thế thôi. Còn thì là cái đôi mắt và cái tâm thì nó lăng xăng và nó lộn xộn. Và chính vì vậy, khi có những điều không như ý, khổ đau đến thì chúng ta thấy vô cùng khổ.
Nó khổ ít thì thành là nhiều, nó đau ít thì là quá đau. Từ cái tâm ta phóng đại lên tất cả mọi thứ. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta cái khổ đau lớn thì làm thành nó nhỏ, nhỏ là coi như không có. Và thậm chí tự tại trên mọi nỗi đau. Nhưng vậy mà chúng ta vẫn theo cái tập quán, cái thói quen, cái tập khí lăng xăng lộn xộn, đánh mất chân tâm. Mình về tu tập bát quan trai giới là giữ tám giới. Đức Phật dạy con người thanh tịnh giữ tám giới. Từ sáng tới chiều nghe pháp thanh tịnh giữ tám giới. Nếu có chết cũng sanh thiên. Nhưng đâu có ai chết ngay trong ngày bát quan trai đâu. Toàn chết cái chỗ mà gọi là để đi địa ngục với ngạ quỷ, với súc sanh không ạ. Chứ đâu phải dễ đâu. Chết trong một cái nơi thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Rồi sáng nghe pháp, chiều chết cũng vui. Vậy chứ phải gieo cái nhân sao mới chết cái lúc có hội chúng vậy, rồi niệm Phật vãng sanh cho mình luôn. Mà tâm mình thì đang thanh tịnh, thân mình đang giữ giới. Nói vậy chứ đừng phải cầu ngày chết ngày bát quan trai nha. Nói vậy đừng đổ nợ cho thầy ạ. Đồng ý không? Sư nói là chúng ta không bao giờ làm chủ được cái chuyện đến và đi trong cuộc đời của mình bởi chính cái lăng xăng lộn xộn này. Thì lời Phật dạy chúng ta, cái con người của chúng ta là do năm uẩn cấu tạo thành. Năm ấm hay uẩn là cũng vậy. Đó, gồm có sắc nè, thọ, tưởng, hành, thức. Mà sắc là cái thân của mình đây. Thọ là các cái cảm thọ khi mà các căn tiếp xúc với các trần sinh ra các cảm thọ. Cho nên sắc là thân ta, thọ là các cảm thọ. Tưởng, đó là cái sự tưởng có mặt khi chúng ta có sự nhận biết đối với kinh nghiệm. Ví dụ, nói xoài cái tự nhiên có người chảy nước miếng vì có kinh nghiệm ăn xoài rồi. Có người nói ớt cái cay mà chưa có ăn vì mình có kinh nghiệm nhầm ớt rồi. Tức cái tưởng nó làm cho mình như thế nào? Đó là sự có mặt của tri giác, của cái biết đối với kinh nghiệm. Cái gì trải qua rồi. Nghe đám tang là nghe buồn vì có cảnh chia ly. Nghe đám cưới cái là vui, mặc đồ đẹp, lên uống này ăn cái kia là nghĩ vui. Là vì chúng ta trải nghiệm với những cái kinh nghiệm của cuộc sống. Thì đó là cái tưởng. Qua cái kinh nghiệm, qua cái trải nghiệm để lại một cái kinh nghiệm. Đó, thì chúng ta gọi là cái tưởng. Sắc, thọ, tưởng, hành là cái gì? Là yếu tố thúc đẩy chúng ta tạo nghiệp. Cái gì mà thúc đẩy chúng ta tạo nghiệp, tạo các nghiệp thiện hoặc ác, nó là hành. Nó cũng nằm ở trong các yếu tố hình thành tâm lý của chúng ta. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cuối cùng là cái sự biết, sự nhận biết. Qua cái thức đó mà mắt nhìn cảnh hiểu nó là cái gì. Nhìn người, nhìn vật, nhìn vạn pháp. Mà chúng ta có nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, thân thức, thiệt thức là nhờ cái biết đó. Chúng ta, nếu người chết là mất cái thức rồi, mắt có trừng trừng cũng có nhận biết gì hết. Chính cái thức này làm chúng ta nhận biết các pháp. Thì trong cái đạo tràng nhiều trình độ, vậy sư chỉ nói cái con người kết hợp bởi năm uẩn như vậy, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Các vị nghe nắm được không ạ? Nói A Di Đà Phật, nếu mà nắm được, có được không? Không, nếu mà các vị nắm được, các vị nói A Di Đà Phật thì sư không nói chuyện đó nữa. Nắm được chưa? Yếu quá, không được. Giờ nói lại, nắm được năm cái uẩn đó chưa? Rồi, tròn tràng pháo tay. Như vậy, nói tới con người mà chữ sắc không là chưa phải là người đâu nha. Tại vì là cái thân này mà chết rồi thì đâu còn thọ, đâu còn tưởng, đâu còn hành, đâu còn thức. Chỉ còn cái đống thân xác đó rồi nó trả về cho cát bụi thôi. Đó chỉ là sắc thôi. Thọ là các cảm thọ. Các vị ngồi nghe pháp như vậy, tai được nghe. Phải không nào? Đó, tai được nghe. Các
Các vị có cảm giác an lạc không? Có. Thì đó là cái cảm thọ của chúng ta đối với Pháp. Thì trưa nay Thầy cho ăn cơm. Ăn cơm chay thanh tịnh, thấy rất ngon và nhẹ nhàng. Đó là cái cảm thọ khi chúng ta dùng thọ trai tại chùa. Đó là cái thọ đó, cảm thọ. Rồi ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy ngon lành quá, sảng khoái quá. Những cái thọ mình đón nhận trong cuộc đời của chúng ta thông qua các giác quan. Cái thọ đó nó có thể về tâm lý, nó có thể về sinh lý. Vui buồn là cũng cảm thọ, mà về tâm lý. Các vị nghe Pháp vui hay buồn? Nói lớn lên coi. Đó, cảm thọ về tâm lý, cho một tràng pháo tay. Đi đạt đinh là đau. Cái đau đó là cảm thọ về cái thân. Khi mà mình phải tiếp xúc một cái vật cứng nhọn và làm gì? Làm chảy máu, làm rách cái phần, một phần thân thể của chúng ta. Thì đó là những cái gọi là cảm thọ. Sắc rồi thọ. Tưởng là cái mà sự nhắc lại, tri giác đối với kinh nghiệm. Cái tưởng là đã biết rồi. Tưởng là tưởng tượng, là nhớ lại. Đó. Cho nên vừa nói hoa hồng là mình nghĩ đến một cái loài hoa đẹp có hương thơm mà có gai nữa. Nó có cái kinh nghiệm rồi. Đó, cho nên ai đưa cho mình cái cây hoa hồng mà đưa bằng cái thân thì mình rất là thận trọng vì nó sẽ có gai, mình không có nắm vô liền. Ai đưa mình cho cây lửa là mình không bao giờ nắm vô vì biết là sẽ bị bỏng. Mình có kinh nghiệm lửa làm cho mình bị phỏng. Nhưng em bé 2-3 tháng không biết, đưa lửa thì nó thấy đẹp, bốc vào. Vì nó chưa có kinh nghiệm về cái trải nghiệm, cái cảm xúc đau đớn. Vì vậy, sư nói cái tưởng đây, tại sao sư nhắc nhấn mạnh? Bởi vì cái khổ đau phần lớn là do cái tưởng này. Và cái tưởng tượng làm cho phóng đại các nỗi đau cũng do cái tưởng này. Đó, sắc, thọ, tưởng, hành là yếu tố thúc đẩy tạo nghiệp. Và thức là nhờ cái thức, cái biết đó mà chúng ta nhận biết các pháp trong cuộc đời. Đó, năm uẩn đó tạo thành một con người. Sư giải thích lần thứ hai, nghe được chưa ạ? Nghe được chưa ạ? Đó, rồi bây giờ cho thằng pháo tay được rồi đó. Buổi trưa chịu khó A Di Đà Phật đi, rồi vỗ tay đi, để cho sư khỏi buồn ngủ. Chứ các vị là tỉnh rồi. Các vị là tỉnh lắm nhưng mà sư buồn ngủ nè. Đó, cái chịu khó A Di Đà Phật dùm sư đi, có được không? Dạ, tốt quá rồi. Rồi bây giờ sư muốn nói với các vị, cái người mà hay phóng đại nỗi khổ niềm đau là hoạt động của cái tưởng rất là mạnh. Cái tưởng tượng rất là mạnh. Người phụ nữ hay ghen tuông cũng là cái tưởng hoạt động rất là mạnh. Cái người mà nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột cũng là sự hoạt động của tưởng rất là mạnh mẽ. Nó làm cho mọi thứ còn hơn cái thực tế nó đang diễn ra. Cho nên cái tri giác đó nó thuộc vào những kinh nghiệm đã qua và nó hành trong tạng thức của chúng ta. Vì vậy, tri giác dễ bị đánh lừa bởi vì kinh nghiệm là như vậy, mà thực tại thì luôn là sinh động, thay đổi, đời là vô thường. Và mỗi người kinh nghiệm một kiểu khác nhau. Cho nên chính cái yếu tố tưởng này làm cho con người ta đau khổ rất là nhiều. Chứ đang phân tích cái vấn đề về tâm. Chứ còn nói khổ là vì ái biệt ly, oán tắng hội, ngũ ấm, xí thành khổ, cầu bất đắc khổ, sanh lão bệnh tử khổ là đúng rồi. Người yêu mà phải chia xa khổ là đúng rồi. Người ghét mà sống gần khổ đúng rồi. Cầu hoài mà không được khổ đúng rồi. Môi trường thế này thế kia, trời nóng quá khổ quá thì thôi đúng rồi. Nhưng sư muốn nói tất cả những vấn đề đó, khổ nhiều, khổ ít là do chính chúng ta. Cái yếu tố tưởng này nó tác động, nó hoạt động, nó tháo tác làm cho chúng ta gì? Càng đau khổ nhiều hơn. Cho nên đây là phân tích về một cái trạng thái hình thành lên tâm thức của chúng ta. Các vị thấy chúng ta có cần nghe cái điều này không? Đó là mất chánh niệm. Hỏi là phải trả lời.
Chúng ta thấy có cần nghe cái này không? A Di Đà Phật. Rồi, xin tròn tràng pháo tay. Vì vậy, cái tri giác dễ bị đánh lừa bởi kinh nghiệm. À, bởi vì sao? Mình tưởng là vô thường, mình tưởng là thường, nhưng nó vô thường. Mình nghĩ nó đẹp, nhưng thực tế nó không phải vậy đâu. Đó, ở trong nhà Phật, Đức Phật chỉ cho chúng ta vạn pháp là do duyên sinh. Mà duyên thì nó biến động, chứ duyên nó đâu có cố định. Mà mình nắm chắc vào cái gì mình cho là nó là chắc thật, thì đang nắm ôm cái hư vọng. Và cái vọng tưởng sẽ làm cho ta khổ đau. Khổ lắm. Đó. Vì nó chỉ là duyên sinh vô thường. Cái tưởng tượng nó như thế này. Khi một, ví dụ, một người nam gặp một người nữ, thì thấy cô đấy rất là đẹp. Và trong tâm của chàng ta cảm thấy cô ấy không khác gì một nàng tiên. Thì về mới tưởng tượng ra, cô đã đẹp như vậy rồi, mà qua cái sự tưởng tượng thêu dệt của kinh nghiệm của con người làm cho cô ta càng đẹp hơn gấp vạn lần. Tại vì tưởng tượng mà, còn thoáng qua một cái là rồi rồi. Đó là không thấy nữa, cô lên xe cô đi rồi. Nhưng mà đi về nhà, mà ôm ấp, mà thương, mà nhớ, mà tưởng tượng, sống với cái tưởng đó. Đó, rồi cô thì như vậy thôi. Nhưng mà tưởng tượng một hồi là còn đẹp còn hơn tiên nữa. Cho nên người ta gặp, ta thêu dệt, muốn chiếm hữu. Và đến khi gặp lại rồi là bằng mọi cách là đặt vấn đề, tôi muốn lấy em, ví dụ như vậy. Rồi cái hôn nhân diễn ra chóng vánh. Nhưng mà thực tế cuộc sống thì đâu phải như anh ta đã tưởng tượng. Cho nên 3 ngày, 3 tháng cho tới 1 năm thì mọi cái sự thêu dệt trong cái tưởng tượng của anh ta nó đã ra một cái thực tế phũ phàng. Bởi vì gặp thì đẹp như vậy, hiền dịu, dễ thương, tà áo thướt tha, phải không nào? Đó, đôi mắt thì hiền dịu. Đó, tất cả mọi thứ đều làm cho anh ta cảm thấy cuộc đời có cô ta, anh ta vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà bắt đầu khi sống chung, tất cả mọi thứ đều sập đổ. Cô ta quá dữ, dữ hơn cái sự anh ta tưởng tượng. Cằn nhằn và nói nhiều hơn tất cả những người phụ nữ nói nhiều trên thế gian này. Cô ta có những cái sự gì? Thích ăn vặt, ăn hàng, và có thể là ăn mà không cần biết trong túi có bao nhiêu tiền. Cho nên xin nợ lặt vặt đầy ngoài chợ. Chăm con thì không biết chăm, phải không nào? Suốt ngày bê bối là con cái lê lết, nhà cửa hinh hoang, bể bộ. Cuối cùng chẳng bao lâu nghĩ đến chuyện chia tay. Điều này nó do khi gặp nhau, con người ta lấy cái tưởng để thêu dệt về nhau, sống với cái tưởng đó và mơ ước được sống bên nhau. Và cái tưởng này làm cho con người ta gọi là sống như trong mơ. Cuối cùng thực tế có vậy đâu. Và do vậy, khổ đau đưa đến những sự tàn vỡ. Như vậy, điều đáng nói, chúng ta phải có những suy nghĩ và thái độ sống tỉnh táo. Cái tưởng này nó sẽ hoạt động, phóng đại mọi thứ. Tại vì nó nằm ở trong tâm của mỗi người. Có người gặp một đối tượng thấy bình thường. Có khi có người thấy cái đối tượng đó không thích nữa. Có người thấy cái đối tượng đó thì mê man, mê say bất tận. Vậy là ở kinh nghiệm, sự tưởng của mỗi người đều khác nhau. Chứ không giống nhau, rồi cấp độ cao thấp khác nhau. Cho nên, chính vì vậy, con người ta lầm tưởng. Rồi con người ta chịu đựng những cái lầm tưởng đó, thêu dệt những cái lầm tưởng đó ngày càng nhiều hơn, và do vậy nhiều sự đau khổ xảy ra trong đời sống. Cho nên sư nhắc các vị, khi nào các vị cảm thấy buồn, thấy khổ, mình suy nghĩ xem mình có tưởng tượng cho cái chuyện đó nó lên, phóng đại lên hay không. Phần lớn là đều chịu tác động
của cái yếu tố tưởng này. Thọ tưởng hành thức thì cái yếu tố tưởng hoạt động rất mạnh trong cơ chế tâm lý của chúng ta. Cho nên chúng ta mới tu nè, mình niệm Phật nè, tụng kinh nè, nghe pháp nè, sám hối nè. Thế con nghe pháp con an lạc quá trời luôn đó sư. Tại các vị biết sao không? Mắt nghe rồi tâm nó bớt tưởng tượng. Phải không nào? Giờ 5 giờ là giờ ông xã của các vị về. Nhưng bây giờ mình ngồi mình nghe pháp rồi. 5 rưỡi ông chưa về mình cũng hình như quên rồi, mắt nghe rồi. Nghe sư giảng cái gì, thầy giảng cái gì. Thế 6 giờ, 6 rưỡi ông về, ủa sao trễ dữ vậy? Rồi thôi dọn cơm ăn, mắt nghe pháp rồi nó quên. Nhưng có người lúc đó ngồi chờ 5 phút dài như một thế kỷ và tưởng tượng đi đâu đây, làm gì đây, hẹn với ai đây. Thì giống như là châm sẵn một cái ngọn lửa ở trong tâm rồi. Thì người chồng vừa xuất hiện thì là nó tuôn ra biết bao nhiêu cái lời khó nghe từ trong cái đống lửa sân đã ngấm ngầm thắp cả tiếng đồng hồ. Các vị có đồng ý vậy không ạ? Vì vậy mà các pháp tu của chúng ta để chúng ta thanh tịnh, ví dụ thiền quán, niệm Phật, sám hối, tụng kinh. Nhưng mà rồi sau những cái việc sám hối, tụng kinh, nghe pháp, phải có lúc quay trở về nội quán xem coi mình, các cái hoạt động của tâm thức, các cái chi đó, các cái uẩn đó, thọ, tưởng, hành thức của mình, nó hoạt động như thế nào, nó dắt mình đi xa, đi gần như thế nào. Mình phải quan sát để mình biết nó. Có người khổ cứ ngồi khoanh tay lại, hồi ức lại quá khứ, vọng tưởng tương lai, than thân trách Phật. Đã khổ mà còn ngồi suy nghĩ thì trong nhà Phật gọi là khổ khổ. Khổ mà còn khổ hơn là vì có đi tưởng tượng thêm nhiều điều phi thực tế, tự hành hạ lấy mình. Đã đói đó, thì ta không chịu hít thở đi cho nó qua cơn đói, lại ngồi tưởng tượng cái món nọ đang xào, cái món kia vừa chín, cái mùi thơm, cái chỗ này nhà hàng nọ, nhà hàng kia, một chập là muốn chết luôn, là do cái sự tưởng tượng, rồi nước bọt tiết ra mà không có cái gì đáp ứng, càng khổ hơn. Cho nên đói thì hít vào, thở ra, ta đền đáp cho thân ta bằng cái thức ăn của chánh niệm. Ta cần phải sống trong chánh niệm để quan sát những điều may mắn, hạnh phúc mà mình đã có được, được thân người, được nghe Phật Pháp. Mình phải quán những cái niềm hạnh phúc đó. Mình hiểu được nhân quả, mình không còn tạo tác. Mình tin sâu nhân quả, tự giác giữ gìn giới luật. Còn cái thời chưa biết tu thì sống theo là cảm tính, cảm xúc, cảm giác. Cho nên mình tạo tác nhiều cái điều không hay. Nhiều khi nỗi khổ mà ta đang gánh thì quá nhỏ bé so với những điều may mắn mà ta đã có trong cuộc đời. Các vị chỉ cần liên tưởng như thế này thôi. Đạo tràng của chúng ta ngồi đây rất là trang nghiêm, thanh tịnh, mặt ai cũng sáng, cũng đẹp. Bởi vì tu tập từ sáng tới giờ rồi, cái từ trường thanh tịnh bây giờ nó lây lan, ai cũng đẹp, ai cũng hoan hỷ, ai cũng sáng. Nhưng mà các vị nhớ có một lần đạo tràng quý vị về chùa Thiên Quang của sư, cái ngày Tết năm đó không còn cơm ăn. Lần đó là có những nhóm người mù họ đến không báo trước. Mà đáng lẽ nhà bếp phải biết nhóm nào là nhóm đã đăng ký trước, nhóm nào là bất thình lình đến thì mình phải có cách giải quyết. Đây có bao nhiêu cơm cứ dọn cho ăn một hồi, đoàn chúng ta đến là không có cơm. Nhưng mà thầy nói, không sao, ta mù tội, cho người ta ăn đi, đoàn ăn cái gì cũng được mà. Đó. Thầy rất từ bi, thầy nói vậy thôi. Nhưng mà chúng ta nói như vậy làm gì? Tội cho cái người mù quá. Họ có thân như mình mà mắt không thấy. Và những cái người đến tu, vợ có những người câm điếc nữa, từ trường khuyết tật Biên Hòa, Đồng Nai họ xuống. Họ cũng ngồi tu nguyên một ngày, mà tai không có lọt vô cái chữ gì hết. Cứ hai người câm điếc nói qua nói lại với nhau không biết nói cái gì. Chứ còn sư nói họ có nghe gì đâu. Thì mình thấy như vậy là mình đã thấy mình may mắn, mình hạnh phúc hơn rất nhiều người
trong cuộc sống của chúng ta. Có phải vậy không? Cho nên khi đau khổ, khi buồn phiền, hãy nhớ đến những người bất hạnh hơn chúng ta. Mình còn thân người nè, có những người trẻ chưa kịp học Phật Pháp, chưa kịp tu tập có công đức gì hết, đã mất rồi. Còn mình dù sao có những ngày tu bát quan trai, không biết có ai mà giữ đủ 100 khóa bát quan trai không. Nếu mà có đó thì chắc chắn là ở trên cõi tịnh độ, một sen vàng đang chờ chúng ta. 100 ngày bát quan trai, giữ bát quan trai giới một cách trọn vẹn. Thì mình mà giữ giới 100 khóa như vậy thì trong cái ngày bình thường nó cũng tập cho ta một cái nếp thường xuyên giữ giới. Chân tu là để huân tập. Những người mới nghe Pháp là lay hoay hết, mở giỏ, đóng giỏ, mở bóp, đóng bóp, không biết làm gì. Tại vì họ không quen ngồi yên. Cái người mà động á, là ngồi đâu cũng động hết. Thì giờ im thì im á, nhưng mà rõ ràng là họ không yên. Hết làm này làm kia, xong kéo áo, xong rồi bắt đầu mở giỏ, rồi tìm này tìm nọ, rồi đóng lại, rồi bắt đầu đi tìm dầu, sức dầu, rớt nắp, đậy nắp, dập không nghe sự giảng gì hết trơn rọi. Là vì họ không có huân tập cái sự chánh niệm khi nghe Pháp. Những người như vậy là đau khổ ít mà thành đau khổ nhiều. Là đâu có bao giờ mà quan sát được cái gì đâu. Cái tâm này bị ngoại cảnh lôi, mà bây giờ cho ngồi yên nó cũng không ngồi nữa. Bởi vì phải làm lăng xăng cái gì đó mới chịu được. Còn ngồi yên, thanh tịnh, đó là một sự cực hình. Mà chúng ta tu kiểu đó là không có đi đến đâu hết. Không bao giờ thanh tịnh nội quán. Sư nói như vậy mình phải xem coi có cái gì khổ đau ít mà thành nhiều không? Mình phải tự quán. Còn chúng ta nghe Pháp tu tập nhiều rồi, giờ trời thì nóng nhưng mà thấy mình giảng Pháp tự nhiên bắt đầu niệm Phật nghe Pháp cái trời mát dịu ngoài kia. Các vị cũng thấy mấy ngày nay là 40 mấy độ không à. Bữa nay thấy trời mát đẹp quá, chắc nhờ công đức tu của các vị đó. Cho anh Trần pháo tay đó. Vì vậy mình nghe Pháp mà mình thấy mình lay quay lăng xăng lộn xộn hoài là biết tâm mình khó nội quán chánh niệm. Mình không có biết mình đâu. Mình chỉ biết mình tên Nguyễn Thị A, bao nhiêu tuổi, pháp danh gì là hết. Còn hỏi ở trong tâm mình nó diễn tiến ở những cái trạng thái tham dục, sân hận, si mê, lăng xăng lộn xộn, vụ mình đánh mất chân tâm Phật tánh, không bao giờ mình nhớ. Sư có khi sân lên rồi lấy lại là biết mình mới sân. Mà cái lúc sân đó thì ai sống với mình? Có Phật nào ở với mình không? Sân thì chỉ có là quỷ sân thôi. Mà nếu chết vào lúc đó thì sẽ là ngạ quỷ thôi. Khi mình đang tham, tham dục, tham ái, tham tiền, tham danh, tham vọng, thì cái tham đó là chiêu cảm cảnh giới địa ngục. Nếu chết vào cái lúc cái lòng tham lẫy lừng đó thì chắc chắn là địa ngục. Mặc dù bao nhiêu khóa bát quan trai, nhưng mình không quan sát cái tâm của mình nó đi về cái thế giới nào, mình đâu có biết, thì chắc chắn mình sẽ về địa ngục. Và mình làm nhiều chuyện sai quấy, mặc dù cái thân này thì thấy là không có làm gì, mà tâm này suy nghĩ quá nhiều điều sái quấy, si mê, thì đó là chiêu cảm cảnh giới của súc sinh. Như vậy, nghe như vậy mới biết là cái cận tử nghiệp nó đưa mình đi cái chỗ nào. Rồi lúc đó biểu niệm Phật từ 1 đến 7 ngày có không? Làm gì mà có được? 1 giờ thanh tịnh niệm trước lúc chết còn không có. Bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi túc nghiệp, bởi các cái món nợ, thấy chưa nào, nó lưng lẫy, nó đòi, và chúng ta bị lôi kéo. Cho nên cái con người hay phóng đại nỗi khổ đau cũng là con người hay phóng đại
cái lòng tham nó sẽ lôi kéo, sự si mê lôi kéo, sự sân hận cũng được cực kỳ phóng đại. Cái sân cũng phóng đại nữa, chuyện nhỏ, chuyện bé xé ra to, đáng giận ít thì giận nhiều, giận mấy ngày, mấy năm, mấy tháng, có khi giận tới chết luôn, là mình phóng đại cái nỗi hận thù, sân hận. Mà sân thì sao? Là mình đi về địa ngục, mình đi về ngạ quỷ, cần phải hóa giải. Nó đáng không đáng gì thì phải hóa giải. Còn mình nói, thôi đừng chọc tôi nghe, tôi nhắc lại bây giờ đó, tức là mình còn để ở trong đó. Thì tự mình khổ và mình chiêu cảm tới cảnh giới của mình. Mình chứa chấp, mình phóng đại, cái người thiệt thòi là mình, chứ không phải đối tượng. Giả sử ở đây có người đang hận thù một đối tượng, cái đối tượng đó không biết gì, vẫn ăn ngon, ngủ ngon, còn mình tức, mình buồn, mau già, mau chết. Các vị nghe rõ chưa? Một người đàn ông đánh bóng chiếc xe hơi mới mua của mình. Trời ơi, ước mơ biết bao nhiêu có cái xe hơi quý dữ lắm. Thấy chưa nào? Đã mới rồi mà còn đánh đi bóng lại, tua tới tua lui, rồi ngắm mà quên cả ăn cơm. Cái niềm vui có cái xe mới đó, nó làm cho quên cả ăn, quên cả ngủ mà vẫn hạnh phúc. Cái hạnh phúc chốc lát bởi một cái gì? Một cái tài sản đến. Nhưng mà trời ơi, cô con gái 4 tuổi của ông ta đã dùng cái cục đá và viết lên cái xe đó. Chết rồi, trời ơi, nó có trời không? Trời, mà con nít nó đâu có viết chữ nhỏ, nó viết to. Trời ơi, chết rồi. Thì lúc đó ông đang dưới gầm xe, ông vặn mỏ lết, ông xít đầy kia, ông bo cái xe đó. Tự nhiên ông thấy đứa con dùng cục đá vẽ lên trên cái xe, thì tay đang cầm cái mỏ lết, ông đập luôn vô trong cái ngón tay của đứa con. Thì đứa bé 4 tuổi làm sao chịu được cái sức mạnh của một người cha cầm cái mỏ lết trong cơn tức giận. Còn cầm mỏ lết bình thường không sao, mà tức giận là khác. Cũng giống như mình tức giận mà mình tát người ta một cái thì 5 ngón tay hành sâu trên nét mặt. Còn lúc bình thường thì nói chung vầy vầy thì đâu có sao, đụng nhẹ vậy. Nhưng trong cái sự sân, nó tạo ra một cái lực của sân. Mà cái lực của sân luôn làm cho người ta đau đớn. Lời nói, việc làm đều đau đớn. Bị phóng đại bởi cái sự tưởng tượng. Trời ơi, tiêu cái xe rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Mà đâu có đến nỗi tiêu. Bảo hành là mới được phải không? À, vậy mà tiêu rồi, tiêu rồi. Thì gõ cho đứa con gái một cái. Nó cụt luôn. Nó bị giật cái ngón tay, thưa các vị. Vết thương quá nghiêm trọng và bệnh viện phải cưa đi ngón tay của đứa bé. Khi đứa bé nhìn cha, cô tuyệt vọng hỏi, cha ơi, đến khi nào ngón tay của con sẽ mọc lại? Nó tưởng cái răng á, bẻ rồi mút mọc lại, còn ngón tay đã cưa đi rồi. Người cha đau đớn, lặng câm. Ông trở lại chiếc xe hơi tức giận, bây giờ đá vào cái xe hơi. Tại mày mà con tao bị cưa hết cái ngón tay. Mà sao tại cái xe vô tri vô giác đó? Đó, tại sự phóng đại. Cái tưởng tượng của người cha là cái xe tiêu rồi. Chứ thật ra cũng có thể bực. Nhưng mà thôi con ơi, đừng vẽ lên xe của ba, mà nó cũng đã lỡ rồi. Đúng chưa? Nhưng mà khó lắm, khó được cái trạng thái bình tĩnh, điềm nhiên mà dạy con. Đá vào cái xe, đá đến lúc thấm mệt luôn, là các vị biết sao? Cái xe hơi mót miếng. Đó, sao nữa? Rồi, lúc đó mới tới nhìn vô cái chỗ mà con mình nó rập. Thì nó lấy cái đá, nó rập cái chữ gì các vị biết không? Papa, I love you. Ba ơi, con yêu ba lắm. Em bé mà, nó chỗ nào mà viết được nó viết thôi. Nó viết tình yêu của nó với cha, với mẹ. Mà nếu mà ông cha bình tĩnh, cái xe mới mà có chữ Papa I love you cũng là một cái sự marketing cái xe mình số 1 ạ. Mình phải người cha làm sao đó, đứa con mới vẽ cái đó. Nhưng mà lúc đó nó gõ cái tay, nó dập rồi phải cắt ngón tay. Các vị thấy cái sự phóng đại, cái nỗi tiếc của sự sân hận và mất chánh niệm. Cho nên nhiều năm sau, mỗi khi ông nhớ lại cái việc này vẫn ân hận,
về sự phóng đại, nỗi tiếc của sợ xe hư mới mà đánh đứa con của mình. Cho nên con người mà quá sân cũng là con người rất hay phóng đại về những cái gì? Những cái chuyện nhỏ mà thành chuyện lớn mình mới sân. Con đi học phải 10 điểm ngang, phải 10 điểm ngang. Xin các bà mẹ đừng nói câu đó, tội nghiệp. Sư hồi nhỏ, mẹ sư lo đi buôn bán, nuôi sư, các anh chị em trong nhà ăn học, ba mất sớm. Mẹ không bao giờ nói câu phải 10 điểm nha. Đó, vậy mà sư với đứa em gái lúc nào cũng 10 điểm hết. Lúc nào cũng bưng phần thưởng về hết. Rất là sung sướng và tự nhiên, tự tại trong cái việc ăn học của mình. Bây giờ có những người mẹ biến đứa con mình vì quá thương, phóng đại cái tình thương con và thấy con mình là số 1. Bây giờ mà ngồi nói chuyện ba bà mẹ thì bà nào cũng thấy con mình là hạng nhất. Con mình là thần đồng, là thiên thần, con mình là người trên trời xuống. Cho nên mình mới biểu con mình là phải 10 điểm ngang, phải xuất sắc ngang, phải học giỏi nha, phải thi đậu nha. Và có những đứa bé đã nhảy lầu tự tử là vì nó thi không đậu. Nó sợ cha mẹ nó thất vọng, vừa sợ cha mẹ buồn, vừa quá sức sợ hãi, lấy cái chết để tự kết thúc. Nó cũng là đứa phóng đại nỗi sợ hãi. Còn cha mẹ cũng phóng đại cái niềm tham của mình, niềm tham danh vọng của mình đối với đứa con. Và mình làm cho cái chuyện nghiêm trọng. Mình nghĩ cái việc 10 điểm nghe con, thi đậu nghe con là cái việc bắt buộc nó phải như vậy. Nhưng thưa quý Phật tử, trong cuộc đời con người sẽ có một giai đoạn trí tuệ phát triển. Nhỏ mà ép quá, học quá, căng quá thì nó sẽ phát triển, nó sẽ làm việc, nó sẽ tối đa cho các vị thấy, rồi sẽ đến lúc đứng lại và ngu luôn. Cứ để tự nhiên, rồi nó sẽ phát triển vào cái lúc nào? Vào cấp 3, vào đại học, hay là sau đại học, sẽ có một lúc trí tuệ con người được phát triển tối đa. Mình ép nó quá, thì nó phải học tối đa, nhỏ 10, giỏi, xuất sắc để làm gì? Cái vấn đề vẫn là có thành nhân, có nên người nhân nghĩa hay không? Cái điều đó làm cho mình hạnh phúc hơn là một con người thành đạt mà bạc bẽo, vô tình, bất nghĩa. Có phải như vậy không các vị? Quay lại cái câu chuyện phóng đại nỗi đau. Thời Đức Phật còn tại thế, có một bà mẹ tên là Kisa Gotami. Bà có một đứa con rất là yêu thương. Đó, và bà chăm sóc nuôi nấng nó ở cái mức độ là hạng nhất, ưu tiên nhất, cưng nhất, chăm sóc nhất, cái gì nhất là dành cho con. Nhưng đứa bé đó 10 tuổi nó đã chết, để lại cho bà sự đau thương, tuyệt vọng và một nỗi trách móc. Trời ơi, tôi thương con, chăm sóc con như vậy, tại sao con tôi lại bỏ tôi mà ra đi? Bà bế cái xác đứa con đi đến các bác sĩ, bà đề nghị các bác sĩ phải làm cho con bà sống dậy. Bác sĩ nào nói bà điên rồi, chết ngắt rồi, hết thở rồi. Không, không thể chết. Bà cảm thấy là trên đời này không ai đau khổ bằng bà. Bà phóng đại cái nỗi đau đau và cảm thấy mình đau nhất. Vì chung quanh người ta còn con cái, mình mất con. Bà thấy mình là khổ nhất. Tương tự những người phụ nữ mất chồng hay bị chồng phản bội cũng thấy mình khổ nhất. Chứ chưa biết ai khổ hơn ai, chưa biết được. Thế rồi các vị có biết như thế nào không? Người ta nói bà Gotami Kisa, Gotami hãy đi đến gặp Đức Phật đi. Đức Phật là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, có thể cứu sống con bà. Bà bế đứa bé đến gặp Phật. Bà khóc lóc, tuyệt vọng, như một bà điên, tóc tai rũ rượi, quên ăn bỏ ngủ. Bà là một người phóng đại nỗi đau của mình lên đến cực điểm. Bà sắp bà điên rồi. Phải cứu con tôi, phải cứu con tôi. Mà trên tay bà là một xác chết. Đức Phật nói như thế nào? Muốn cứu con bà thì bà phải đi
tìm về cho Đức Thế Tôn những hạt cải. Đức Thế Tôn không có nói như các bác sĩ, các lương y, các ông thầy thuốc là không cứu, chết rồi. Mà Đức Phật nói hãy đi tìm về cho ta những hạt cải. Mà bên Ấn Độ là các vị biết không? Một đất nước nông nghiệp sống bằng nghề lúa gạo và trồng cây cải, cải ép dầu. Dầu cải rất phổ biến bên Ấn Độ. Nhà nào cũng sẽ có hạt cải. Nhưng mà Đức Phật còn nhắc một câu, và bà nhớ hạt cải phải tìm trong cái nhà không có người chết. Thế bà bế con bà đi chứ, Đức Phật sẽ làm phép cho con bà sống vậy mà. Nhưng mà bà đi từ bình minh cho đến hoàng hôn, hạt cải nhà ai cũng có, nhưng không có nhà nào mà không có người chết. Bà tỉnh ngộ, bà không còn cảm thấy cái nỗi đau này là của riêng bà, mà nhà nào cũng có nỗi đau về người đã chết. Thấy Đức Phật chúng ta trí tuệ không các vị? Nếu mà mình sẽ giảng nha, đời là vô thường nha, đó, thân xác này là vô thường nha, này kia khác nọ. Mình giảng hồi bả chết luôn, chịu hết nỗi chết luôn. Ta đang khổ muốn chết còn giảng cái gì nữa? Nhà Đức Phật đâu có giảng vô thường, vô ngã gì đâu. Đi tìm hạt cải, trong nhà không có người chết là bà vác cái xác đứa con bà đi liền. Bà hết bệnh liền, tóc tai gọn gàng để con đi liền. Tìm hạt cải về để cứu con. Còn gặp mình giảng chập con chết, mẹ chết luôn. Mình không có biết cách trị bệnh tâm. Nó lại bị bệnh nói, nó dài. Thì bà giác ngộ, bà đem xác con bà đi thiêu, rồi bản thân bà là xin Đức Phật xuất gia. Và bà Kisa Gotami cũng đắc quả A-la-hán. Các vị thấy không? Từ một cái nỗi đau mà được giác ngộ, hiểu rằng đây không phải là nỗi đau của riêng mình, mà không còn đau đớn nữa. Còn khi chúng ta khổ đau thì chúng ta chỉ chấp một cái điều là đời này không ai khổ bằng mình. Hình như sư nghe rất nhiều người nói cái câu đó. Con nói thiệt với sư, con là khổ nhất á, con thấy rồi, đời không có ai khổ bằng con. Thì đó là mình dành khổ nhất thì mình ráng chịu. Chứ sư thấy rằng, thưa sư, đời này không có ai may mắn bằng con. Mắt con không mù, tai con không điếc, miệng con không câm, thân thể không tật nguyền, lại được nghe Phật Pháp. Bây giờ là mình phải nói như vậy. Các vị đồng ý không ạ? À? Cho một tràng pháo tay. Chỉ một cái chết của một người con mà bà mẹ giác ngộ đi xuất gia tu tập. Phải không nào? Trong cái chết mà bà giác ngộ, bà đi xuất gia. Có những con người sau một cái chết đau khổ mấy năm, trong nhà lúc nào cũng u ám, trong nhà lúc nào cũng có mùi tang chế hết. Mà cái chết là cái quy luật. Ai cũng có tình, có nghĩa, có đau. Nhưng mà rồi, đối với người chết, muốn thoát khỏi cái nỗi đau phải làm các công đức lành. Bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu tập, hồi hướng cho người chết lẫn người mất. Đó là cái thái độ thương nhớ người chết chân chánh nhất. Chứ ngồi đó mà tiếc nuối, rồi có người sau cái người chết đó quay lại trách móc tìm cái nguyên nhân. Ai đưa đến cái chuyện này? Bác sĩ, thuốc men, nhà ở, rồi tất cả ai có liên đới tới cái chết là đều đem ra để hành xử hết. Trong khi trường thọ hay đoạn thọ đều do nhân quả túc nghiệp trong đời sống. Chúng ta đừng, ai chết thì mình cũng bất ngờ, ai chết mình cũng thương, nhưng biết đó, họ sống tới đó là bởi vì nhân họ gieo tới cái cuộc đời trần gian này chỉ là tới đó. Diệu dược nan y, bất cứu tử bệnh. Đã làm chết thì không có một cái phương thuốc thần tiên nào mà cứu được. Diệu dược nan y, bất cứu tử bệnh. Cho nên cái chết đến là A-di-đà Phật. Làm các công đức lành, làm các cái gì có thể làm được để hồi hướng cho người đã chết. Chứ không có là cảm thấy mình là người đau khổ nhất trần gian. Đúng như vậy không các vị? Nhưng mà cuộc sống này có những trường hợp khi lâm vào cảnh khổ không có sáng suốt.
Nói là nói như vậy vì chúng ta đang nghe pháp. Chứ lâm vô cái khổ thì chúng ta lại có những cái hành xử, cái suy nghĩ để thấy rằng con người đó gần như không còn một cái sức sống nào. Chỉ có một cái chữ khổ trên đời, không còn gì để nói nữa. Rồi nó trở thành một vết thương lớn. Để im thì thôi, ai nhắc tới thì bù lu bù loa. Cứ y như chuyện mới xảy ra vậy. Trong khi Đức Phật dạy hiện tại lạc trú, tức là đừng luyến tiếc quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Đức Phật dạy mình như vậy. Nhưng nhớ lại quá khứ để vui, để buồn đều không nên. Vọng tưởng tương lai để buồn, để vui là ác pháp. Hãy sống với pháp hiện tại, làm những gì tốt nhất trong khả năng, trong suy nghĩ tinh thần của cái thân này, cái tâm này, làm những gì tốt nhất, có ý nghĩa nhất cho đời, cho mình, lợi người, lợi mình. Đó là cái việc chúng ta nên làm. Có cô bé Angela, 11 tuổi, mắc một căn bệnh về hệ thần kinh. Nó suy nhược dần dần. Hồi nhỏ đến 10 tuổi không sao, qua năm 11 tuổi tự nhiên nó bị suy nhược các vị. Nó suy nhược trong cái hệ thần kinh thì nhìn cái cơ thể nó cũng teo lại. Cử động khó khăn, chậm chạp và cuối cùng không có thể nào đi lại được. Các bác sĩ dự đoán phần còn lại trong cuộc đời cô bé này sẽ là vĩnh viễn trên chiếc xe lăn. Rất hiếm hoi có trường hợp hồi phục. Nhưng mà cô bé nói, có trường hợp hồi phục không? Bác sĩ nói 1%. Cô bé nói như thế nào? Biết đâu mình là trường hợp một đó. Một trong số 100 người đó thì sao? Chúng ta phải có cách nghĩ lạc quan như vậy đó. Chứ thường là mình nghĩ mình 99% không à? Trời ơi, có 1% mà làm gì có mình rỗng. Thôi buồn, nằm buồn chết luôn cho rồi. Còn cái cô bé này cô nói mình sẽ là cái số 1% lạc quan đó, hồi phục đó. Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng tại San Francisco đưa cái cô bé về cái bệnh viện ở San Francisco để điều trị. Họ rất ngạc nhiên vì cô bé vô cùng lạc quan, 11 tuổi thôi các vị. Cô bé luôn luôn nghĩ là con số 1% sẽ được hồi phục. Và các bác sĩ luôn luôn dạy cho cô bé phải tưởng tượng những chuyện vui, không được tưởng tượng chuyện buồn. Đó là tưởng tượng một ngày kia bé sẽ đi được. Đó, các vị thấy cái chức năng của tưởng không? Cái hoạt động của tưởng quan trọng lắm. Đó, con hãy tưởng tượng ngày mai con sẽ đi được. Tinh thần phấn chấn mạnh mẽ để tập vật lý trị liệu. Và cô bé đó rất là lạc quan. Ngày nào cũng nằm suy nghĩ rằng ngày mai mình đi được, mình sẽ đi học, mình sẽ làm những cái điều. Nói chung cô sống trong cái ước mơ. Nhưng ước mơ lạc quan còn hơn sống trong bi quan để chết. Các vị nên nhớ điều đó. Và một điều đã xảy ra. Một hôm khi cô đang nằm trên giường tưởng tượng mình sẽ đi được thì chiếc giường nó di chuyển. Cái giường nó di chuyển mà cô nói chứ à, tôi đi được rồi. Nhưng mà đó là cái chiếc giường nó bị di chuyển trên mặt đất. Các vị biết chuyện gì xảy ra không? Con nói đúng rồi đó. Tại sao cái giường di chuyển? Động đất các vị ơi. Cười đúng không? Cái giường thì di chuyển. Đó. Rồi sao nữa? Đồ đạc máy móc rơi rớt vỡ tung. Kính tung tóe hết. Nhưng mà cô bé đâu có biết là động đất. Cô bé thấy cái giường di chuyển tưởng là gì? Mình đang nằm tưởng tượng. Tự nhiên mình đang ở bức tường này. Nó chạy sang bức tường kia. Ôi tôi đã đi được rồi. Và trong cái niềm phấn khích, tự tin lạc quan cao độ như vậy, cô bé tuột xuống đất và giẫm trên cái đôi chân vốn từ xưa tới giờ là đôi chân gần như bất động. Và cô đã đứng những bước đầu tiên trên đôi chân của mình trong trận động đất tại San Francisco. Cũng cảm ơn trận động đất đúng không? Cái giường mà chưa nhúc nhích là cô bé nó chưa đứng lên đâu. Đó, bác sĩ đâu cho đứng lên đúng không nào? Yếu lắm, thần kinh yếu lắm, xương cốt yếu lắm. Đó. Như vậy, niềm tin mãnh liệt, nghị lực đã khiến cô bé đã rời cái nạng và xe lăn. Thường thường đứng là phải có nạng, đứng là phải có xe lăn. Bây giờ nằm chung quanh không có ai hết, không mang nạng, không có xe lăn mà cái giường nó di động, cô tưởng chính cô đi.
Và cô tuột xuống giường, cô đứng cái bước đầu tiên. Đứng được một bước đầu tiên, có hai bước, ba bước. Và cô là người lập nên kỳ tích. Đó không phải là vận may, một sự bất ngờ đâu, mà đó là nỗ lực vượt lên số phận. Mà bình thường cô đã sống trên cái chết, cô không tin rằng cô sẽ chết. Mà cô nghĩ rằng cô sẽ là một cái phần trăm mà phục hồi lại cái chức năng thần kinh và đôi chân của chính mình. Nó bắt đầu từng năng lượng tích cực của tâm mình. Cho nên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạng. Tâm là dẫn đầu các pháp. Vui là sẽ vui. Mình muốn buồn là nó buồn, buồn chết luôn. Cho nên bây giờ cái tâm mình dẫn mình vui hay buồn đây các vị? À vui. Nhưng mà nếu Đức Phật, Ngài sẽ nói, ta không vui, ta cũng không buồn. Vui đó rồi lát sẽ buồn, vô thường. Cười đó lát khóc. Đức Phật là một cái trạng thái an lạc của người sống trong Niết Bàn, không có tham, không có sân, không có si. Tức là bằng giới pháp thanh tịnh, bằng tâm từ bi và trí tuệ, Ngài sống trong một trạng thái an lạc của Niết Bàn. Còn mình hướng tới cái vui là được rồi, cũng còn đỡ hơn là cái buồn. Tại vì buồn như sâu mọt đục khoét thân thể của chúng ta, làm chóng già, chóng chết. Cái người tu, càng trẻ ra. Trẻ này không phải trẻ gì, mà xuân đến xuân đi, nhưng mà xuân lòng đẹp tươi hoài. Đó là người biết pháp tu tập. Các vị đồng ý không ạ? Cho nên tuyệt đối đừng bao giờ phóng đại những khổ đau. Bản thân việc phóng đại đã làm che lấp đi những gì tốt đẹp trong cuộc sống. Mình phóng đại là cái mình thấy buồn, mình thấy bầu trời này là u ám. Phải chưa nào? Đó. Mình buồn một cái là trái đất không còn ánh mặt trời. Mình buồn là hoa không nở. Mình buồn là chim có hót, mình cũng tưởng con gì đang khóc. Cho nên Nguyễn Du mới nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Còn người vui là mùa xuân, mà vui trong chánh pháp thì đó là mùa xuân chánh pháp. Chúng ta không nên phóng đại nỗi buồn, phóng đại nỗi đau, phóng đại những sự buồn phiền, tức giận. Không nên nói dài, nói dài, nói dài một cái chuyện đã qua. Cái gì đã qua là cho nó qua đi. Chúng ta đồng ý như vậy không? Những cái tưởng đưa chúng ta đi rất xa. Những cái tưởng làm chúng ta đau khổ. Bất cứ điều gì cũng làm cho chúng ta trách móc. Hôm qua sư từ Đà Lạt về. Tối hôm qua Đà Lạt về, giờ lại gặp các vị rồi. Như cánh chim bay vậy không? Đó. Rất là vui. Mặc dù sư nói thiệt với các vị, đi từ chùa đi lên tới đây là lấy cái lá mà chấm vô muối nhai miết rồi. Cái cổ nó rát, cái cuốn họng nó rát. Mà nhai riết, giờ lên tới đây là nói chuyện, cảm giác như chưa từng có bệnh bao giờ. Vui, các vị tinh tấn nghe pháp, an lạc nghe pháp, thì cái từ trường đó là nó lây lan qua sư rồi, sư còn nhớ bệnh gì nữa. Nhờ giờ sư vô giảng, các vị ho, cáp, rồi bệnh, là sư sẽ bệnh nặng hơn các vị nữa. Tại vì cái từ trường nó lan qua đây nè, đây có một, dưới nó mấy trăm lần. Cho nên cái từ trường nó ảnh hưởng, nó lây lan cho nhau. Vì vậy mình thấy cái người khóc, người than vì phóng đại nỗi đau khổ là mình nó không có gì hết rồi. Mình đừng có than theo, mình đừng có rên theo, mình nó không có gì hết. Có cái gì đâu mà quan trọng. Mình phải là cái người gì? Phải gạt, phải giúp người ta đứng lên. Còn đây người ta đang buồn, cái mình góp vô vài câu, người ta muốn đi tự tử. Trời ơi, vậy sao con Đức Phật được? Đó. Giống như một cái chàng trai tên là John Zer, làm cái nghề là hướng dẫn viên du lịch ở trường đại học Copenhagen ở Đan Mạch. Mà làm tốt lắm, rất tốt đến mức độ mà những cái người ở Washington họ cho anh ta một cái vé đi du lịch Washington, từ Đan Mạch mà được đi du lịch Mỹ. Bởi vì cái người mà ở Mỹ đi qua Đan Mạch, anh ta hướng dẫn du lịch tốt quá, người ta có cảm tình, người ta muốn thưởng anh ta một chuyến đi du lịch bên Mỹ. Thì anh ta được tài trợ hoàn toàn, anh ta không mất đồng bạc nào. Và được bay qua tới Washington, thủ đô
của nước Mỹ, rồi được vào khách sạn nghỉ ngơi và tất cả mọi thứ người ta tài trợ tất cả. Anh ta rất hạnh phúc. Đây là cái phần thưởng của chính anh ta do công sức lao động của mình. Đang thời sinh viên mà được thưởng một chuyến đi Mỹ như vậy là rất đáng tự hào. Nhưng các vị biết không, mới nằm xuống giường chưa có thở qua ba hơi nữa thì đi tìm coi cái hộ chiếu đâu rồi, thì phát hiện mất nguyên cái bóp. Bóp tiền lương ở trong đó, tiền đi qua mua quà trong đó, hộ chiếu trong đó, giấy tờ trong đó, cái ví không cánh mà bay. Chàng ta mới nhớ lại người bạn gái của mình một lần đi du lịch và đã mất giấy tờ giống như anh ta bây giờ. Đã điện cho anh ta trong một cái giọng hoảng hốt đau khổ và nói: bây giờ phải lấy vé em đi về liền, mất hết giấy tờ và tiền bạc rồi, em không còn muốn gì nữa hết. Cô khóc rất nhiều. Anh an ủi bao nhiêu vé ở đâu mà về liền, cái gì cũng phải từ từ. Nhưng cô khóc và đến độ 8, 9, 10, 12 giờ đêm cô không cho anh ta ngủ, gọi riết. Gọi làm sao mà sáng hôm sau có vé đi về luôn. Không còn thiết tha gì nữa, mất giấy tờ rồi, mất tiền bạc rồi, mất hết rồi, không còn gì. Anh ta nói, chẳng lẽ mình sẽ diễn cái trò này hay sao? Chẳng lẽ năm ngoái cô khóc với mình, bây giờ mình khóc với cổ hay sao? Cho nên anh ta báo cho công an và khách sạn biết anh ta đã mất, đề nghị giúp tìm lại giấy tờ. Nếu không tìm được phải giúp anh ta trở về Đan Mạch, tại vì đây là giấy tờ anh ta mất trên nước Mỹ mà. Nhưng mà trong khi đang điều tra tìm lại bóp giấy tờ, việc của anh ta là phải tìm hiểu what is Washington, Hoa Thịnh Đốn là gì, phải đi tìm hiểu. Mình được đến đây rồi mà, thì anh ta phải đi xem có nhà trắng ở đâu, xem coi cái vườn hoa anh đào ở Hoa Thịnh Đốn như thế nào, những cái gì đẹp ở Washington anh ta phải đi. Anh ta nói đây là cơ hội, biết có trở lại lần thứ hai hay không. Hồi đó cô bạn đi chơi mất giấy tờ là coi như mất cuộc, về là còn khóc thêm cả tháng nữa. Còn anh ta phải sống với hiện tại là mình đang ở trên nước Mỹ. Anh ta trong mấy ngày đó đi thăm tất cả bằng một cái số tiền rất nhỏ bé, thay vì đi mua quà thì khỏi mua quà. Còn ăn uống người ta đã lo cho mình rồi, ngủ nghê có chỗ rồi, thì cứ vậy mà sống. Sau 5 ngày tìm hiểu hết Washington, chuẩn bị đi qua Chicago, thì cái bóp ví tìm lại được nguyên si hết. Phần thưởng dành cho người bình tĩnh, tự tại và biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này. Nếu gặp phụ nữ chúng ta sẽ phóng đại nỗi đau khổ, mất hết rồi, mất hết giấy tờ rồi, mất hết tiền bạc rồi, mất hết rồi là chết hết rồi. Thiệt sự đâu có chết. Đó, anh ta nói mình còn khách sạn để ngủ, chưa có cơm ăn, chỉ có giấy tờ là chưa về Đan Mạch được. Vậy thì bây giờ hãy thay vì có 3 ngày ở Washington, anh được ở 5 ngày, giấy tờ chìm chưa ra. Các vị thấy ngon không? Được đi chơi 5 ngày. Đó, bình tĩnh mình được chơi 5 ngày. Còn chúng ta cuống cuồng lên thì sáng hôm sau là đi xe lửa về rồi, còn gì nữa. Phải không nào? Có cái gì nữa mà còn bất bình tĩnh và không có một cái niềm tin trong cuộc sống. Những cái tưởng chết rồi, khổ rồi làm cho chúng ta càng thêm đau khổ. Cho nên chúng ta cần phải có một thái độ chánh niệm. Hít vào, thở ra, cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Tại sao nó lại không như ý như thế này? Là bởi vì là cái nhân mình gieo nó không có good lắm. Thì bây giờ nó cái quả nó phải như vậy. Mình phải thận, ngay cái lúc khổ nhất cũng phải nhớ đến nhân quả. Ngay cái lúc vui nhất, hạnh phúc nhất cũng nhớ đến nhân quả. Để làm gì? Nếu mà tốt lành phải vun đắp cho cái quả đó, cái nhân đó lớn lên, tăng trưởng lên, nhân lành lớn lên. Nếu là đau khổ, là thất vọng, là bất mãn, là buồn phiền, thì chúng ta phải tu tập để hóa giải cái đau đó. Tu tập phải lập công bồi đức, chứ tu là tu làm sao? Tu là cầm sâu chuỗi niệm Phật đụng ai nói chửi hả? Tu là phải hóa giải bằng công đức, bằng nội quán, chánh niệm. Các vị đồng ý với sư không ạ? Như hôm qua sư ở Đà Lạt, các vị biết bây giờ là gọi là biến đổi khí hậu. Hồi xưa lên Đà Lạt là lúc nào phải mặc áo khoác từ sáng tới chiều, gọi là Paris nhỏ. Lúc nào cũng lạnh lành lặn, một cái lạnh rất dễ thương. Bây giờ các vị biết không, nếu mà 7 giờ sáng là ánh nắng mặt trời đã chói chang, người ta phá rừng rất nhiều để người ta xây dựng. Một cái xứ sở du lịch
người ta phải tìm tiền bằng cách xây dựng các cơ sở nhà cửa, biệt thự, khách sạn, ăn uống. Cho nên cây cối ít nhiều gì đã bị tổn hại. Ta chặt rừng thông mà không kịp trồng, ta phá hoại môi trường, làm biến đổi khí hậu. Sài Gòn nóng nóng 40 mấy độ, đó là khói xe. Các cái chúng ta sử dụng quá nhiều những phương tiện như máy lạnh, máy điều hòa, xe cộ, và nó tạo ra những carbonic thải ra trong môi trường sống, cộng với cái nhiệt độ của mùa hè, làm cho chúng ta nhiều khi ở ngoài đường 47, 48 độ, coi như bằng cái thời tiết mùa hè nóng nhất ở Ấn Độ. Hồi xưa không bao giờ nóng cỡ này, bây giờ có thể nóng 40 mấy độ, độ C. Có phần công đức của chúng ta trong đó đó. Chúng ta góp phần ở trong hết đó. Xe chạy nè, máy lạnh nè, phải không nè, bếp ga nè, cái gì cũng đều tạo ra chất thải. Ít rồi thành ra nhiều. Như Đà Lạt cũng biến đổi khí hậu, cũng tất nhiên không bằng Sài Gòn, nhưng nóng. Và cái cách xây dựng nhà Đà Lạt là không có quạt máy, không có máy điều hòa, bởi vì vốn là nó lạnh. Nhưng bây giờ các vị biết không, nó biến đổi khí hậu rồi, nó nóng, không có quạt, không có máy lạnh. Thì cái người đó mới nói với sư: trời ơi, con của con sắp xếp cho con từ Đà Nẵng lên Đà Lạt, mà trời ơi, Đà Nẵng với Đà Lạt bây giờ gần bằng nhau rồi. Giờ làm sao đây? Có cảm giác là ân hận đi Đà Lạt. Rồi con bỏ một số chương trình, con thế này, con thế kia, biết vậy con không đi. Sư nói chúng ta nói những điều đó là vô ích. Ít nhất là mình đang đứng ở Đà Lạt, nói vậy chứ sao nóng bằng Đà Nẵng các vị. Nói là vậy. Và dù sao Đà Lạt cũng là một thành phố không có nhà máy công nghiệp. Cái nóng của nó là bị tàn hại môi trường và cây cối. Xây dựng quá nhiều, dân số tăng lên, có làm thay đổi khí hậu trong cả nước, cả quả địa cầu, ảnh hưởng đến Đà Lạt của chúng ta. Nhưng dù sao vẫn là một thành phố không có nhà máy chất thải công nghiệp. Nó vẫn có cái trong lành của nó, vẫn có cái đẹp của nó, vẫn có Hồ Xuân Hương. Thì mình cũng cứ tận hưởng cái mà mình đang đứng ở Đà Lạt đi. Tại sao đứng đây mà đi ngồi nhớ tới Đà Nẵng? Rồi rên biết gì ở Đà Nẵng còn hơn. Tự nhiên đánh mất cái hiện tại hạnh phúc. Và trong tâm chúng ta chỉ là một cảm giác bực bội và khổ đau. Chúng ta không nên sống với cái tâm trạng đó. Một đại thi hạ, nhà đại thi hào Tagore có lần nhận định rằng con người ta rất mâu thuẫn khi đòi hỏi thiên nhiên phải chiều theo ý họ. Ví dụ mình nói tôi muốn mát như vậy hoài. Các vị nhìn coi ngoài trời đang mát kìa. Đó, mấy ngày nay 40 mấy độ chứ bữa nay mát. Mình đi tu bát quan trai trời mát quá, mình nói vậy có thể được. Chứ trời ơi sao trời không mát, nóng quá muốn chết rồi. Mình không nói như vậy được. Mình đều là tác nhân phá hoại môi trường sống. Cho nên đại thi hào Tagore nói chúng ta mâu thuẫn khi đòi thiên nhiên chiều theo ý mình. Ông ví dụ một bà mẹ tập cho đứa con nhỏ, tập đi cho đứa con, vô cùng hạnh phúc khi thấy con bước đi những bước đầu tiên trong đời, và rất là đau khi mà nó ngã trên cái nền gạch. Nghe không nào? Bà trách trời ơi cái nền này cứng quá, làm cho con tôi nó đau như vậy nè. Đáng lẽ là nó phải mềm như cái nệm để con tôi nó khỏi đau. Nhưng mà nếu mà nó mềm như cái nệm con sao đi được. Mà khi nó té là muốn cái đất này giống cái nệm. Mà khi nó đi thì muốn cái đất này nó cứng. Thì đó là cái tâm của chúng ta, là lòng tham vô đáy các vị. Tất cả mọi thứ xảy ra trên cuộc đời này đều là ở ta. Ta phóng đại lên về sự tưởng tượng, về lòng mong ước, về sự chấp ái, yêu thương. Cho nên chúng ta muốn cái này, muốn cái kia. Thật sự tất cả mọi thứ đều là do ở tâm của chúng ta. Cái tâm gì? Cái tâm lăng xăng, tâm tham ái, sân hận, si mê, nó tạo ra các pháp ở trên thế gian này. Cho nên chúng ta đừng nên sống ở cái trạng thái đòi hỏi môi trường chung quanh. Khi chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh sống thì hãy thay đổi chính chúng ta. Vì chúng ta đang ngồi như vậy là thời tiết dịu xuống, quạt mát, thanh tịnh. Nói cho đúng mà ngồi san sát như vậy nó cũng nóng đó chứ. Nhưng mà vẫn mát. Tại mỗi người đang
tạo ra một cái từ trường êm mát và hạnh phúc khi nghe Pháp. Nếu chúng ta ngồi im như vậy, không niệm Phật, không nghe Pháp, chúng ta sẽ thấy rất nóng. Tại vì ai cũng chú ý tới cái nóng, tới cái nhiệt độ, tới cái sự khó chịu của một cái giảng đường mấy trăm con người ngồi san sát nhau. Nhưng mà vì mình đang nghe Pháp, tâm mình an lạc, thánh thiện, mình thấy một môi trường êm mát. Như vậy cái tâm ta nó điều khiển cái môi trường sống, nó rất quan trọng. Sư nói như vậy để chúng ta hãy nhớ điều hành cái tâm thức của chúng ta ở cái hướng lạc quan, chánh niệm, không nên phóng đại mọi sự tưởng tượng đem lại đau khổ như trời đất sụp đổ mất rồi. Hồi nhỏ sư đi dạy, đại học sư phạm tốt nghiệp sư đi thực tập. Sư thực tập ở trường cấp 3 Lê Quý Đôn, Sài Gòn này nè. Mà có một cái cậu con trai rất là cá biệt, học sinh lớp 10, cao, to, đẹp trai. Nhưng lúc nào vào trong lớp cũng làm cái chuyện khác người. Không học, đi trễ, tóc để dài, làm những cái chuyện ảnh hưởng đến cả lớp. Mà cái lớp đó mình chủ nhiệm, thực tập chủ nhiệm. Mà có một người không chấp hành thì lớp mình nó tuột xuống chót trường. Nhưng năn nỉ nó mấy nó cũng không nghe hết. Mời phụ huynh vô. Thì các vị biết mẹ cậu bé 17 tuổi nói sao các vị biết không? Xin cô giáo đừng đụng tới con tôi. Con tôi hồi nhỏ nó sanh thiếu tháng đó. Thương con tôi dạy đó. Bây giờ 17 tuổi nặng 70kg rồi mà nói hồi nhỏ nó sanh thiếu tháng. Trong đầu bà luôn luôn là một đứa bé như con mèo. Cái thở mới sanh ra, chưa tới 2kg. Nhưng bây giờ nó 17 tuổi, nó bự gấp đôi mình. Mà lúc nào mẹ cũng chiều con, không bao giờ dám đụng tới nó. Cô giáo cũng đừng đụng, hồi nhỏ sanh thiếu tháng. Đó là phóng đại cái tình thương, phóng đại cái gì? Cái nỗi yếu đuối của đứa con mình. Biến nó thành một cái đứa ỷ lại, một công tử bột suốt ngày làm chuyện phá hoại. Cuối cùng là nhà trường phải đuổi học đó các vị. Mà con một cái nhà giàu có, mà sư nói một người mẹ không hiểu biết. Thế mà ai đụng tới là bắt đầu bà khóc lên. Con tôi hồi nhỏ sanh thiếu tháng 1kg 7, nuôi trong lồng kính là cái bài đó, là bài học nhớ đời. Và phóng đại cái sự yếu đuối, phóng đại cái tình thương của mình dành cho con mình, phóng đại không có ai yếu đuối bằng con mình. Cho đến khi nó bước vào tuổi 17, 18 sắp sửa đi bầu cử làm công dân rồi, vẫn là một đứa bé sanh thiếu tháng. Chuyện đó là có thật nha. Giờ sư tự nhiên nhớ ra cái trường Lê Quý Đôn, hồi đó mình đi thực tập sư phạm. Thực tập xong cái thôi đi vô chùa ở luôn cho tới giờ. Cho nên sư nói thật với các vị, có những bà mẹ làm hư con mình bởi vì không ai có thể đụng vào con mình, không ai có thể là xây dựng được một điều gì cho con mình. Cách đây vài ngày có một cái cô đó, cô tên là như tên Song Hợp thì phải. Cô đến với sư và xin đề nghị một cái chương trình làm thư viện cho một số trường học không có điều kiện. Cô sẵn sàng bố thí về tiền bạc, tài vật. Nhưng cô nói thư viện là một điều rất cần thiết để là cho tăng trưởng về trí tuệ. Cho nên con muốn cùng với sư làm thư viện cho các em. Sư thấy cái cô này cô hay quá. Mà ngồi nói chuyện thì cô dạy con cô rất tuyệt vời. Cô nói con của con không bao giờ biết cha mẹ nó có tiền. Nó không bao giờ nó có quá 2 đôi giày. Nó phải mang cho cũ, cho rách mới có đôi mới. Khi có mới là phải có sự kiện, hoặc Tết hoặc được thưởng. Chứ không bao giờ tạo duyên cho nó dư thừa. Món gì ngon mà nó xin bà ngoại cho con ăn thêm là con nhìn nó phải buông xuống. Ngon thì con phải, đây là phải mời ngoại, mời cha, mời mẹ. Sao con lại nghĩ là con sẽ được ăn thêm? Thì tiêu chuẩn một người làm một dĩa nhỏ chừng đó, tại sao lại kéo cái dĩa của bà ngoại qua trước mặt mình? Đó là lòng tham. Và dạy cho con chuẩn mực như vậy. Thứ bảy chủ nhật nghỉ học là cho con về chùa. Có một cái cách dạy mà giáo dạy cho con cái tình thương, giáo dạy cho con sống bình đẳng, yêu thương. Và về sau này, nó cố để cho con cố ở đâu, nó cũng sẽ sống rất tốt. Còn mình ôm chăm chậm, mình phóng đại
chỉ có mình là thương con mình nhất, thì mình ráng mà ôm con mình tới già tới chết. Rồi mình chết ai thương con mình? Mình chết nó trở thành một cái đứa trẻ rất là tội nghiệp. Lúc đó nó oán trách lại cha mẹ đó. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng đừng nên quá sức phóng đại cái gì là của mình. Quá ích kỷ, quá yêu thương con của mình, chồng của mình, tài sản của mình. Quá quan trọng. Đó là một sự phóng đại nỗi đau khổ. Mà Đức Phật dạy chúng ta, những ai thường cố chấp những gì là của mình, người đó là vô minh nhất. Cho nên khi sư nghe cái cô song hợp này tâm sự là cô muốn xây thư viện, giúp làm các cái dự án để mở khai trí tuệ cho học sinh Việt Nam, sư rất cảm phục. Con của cô không có học trường quốc tế gì hết, học trường là nhà nước bình thường. Rồi là cho con, một năm thưởng cho con là những cái chuyến đi du lịch ba lô, một số nước để học, để trưởng thành sống với người dân địa phương, để học nói tiếng, để học trưởng thành, học phong tục tập quán, để hiểu biết, để yêu thương. Sư đấy đó là một phụ nữ thông minh, tạo phúc đức cho mình. Cha cho con một rương vàng không bằng cho con một cuốn sách, một con đường, một cách sống. Nếu như mình cứ suốt ngày ôm ấp con, cho con những gì người khác không có, và mình nghĩ nó phước lắm, đó là mình đang đốt hết phước đức của con mình và của chính mình. Cho nên, nhân cái bài pháp hôm nay, sư muốn nói với các vị, hãy chia sẻ ra. Mình càng cho con mình chia sẻ, thì con mình nó sẽ càng có phúc đức. Bởi vì trong cuộc đời này, cho là hạnh phúc. Nhận, tức là đã là mất mát một cái gì. Cuộc sống này cho là còn. Nhận thì nhận cái gì? Nhận cho xứng đáng. Nhận lời pháp, nhận đạo đức, nhận tình thương để càng thương yêu. Chứ còn nhận chiếm hữu, nhận bởi lòng tham, chúng ta sẽ bị mất mát những cái tương tự như thế. Đức Phật nói con người luôn hồi tưởng lại quá khứ, phóng đại, ôm ấp nỗi phiền não của mình. Đó là những con người đang đánh mất hiện tại. Những con người luôn tìm về một quá khứ đã xa, một mối tình đã chết. Không có gì ngoài sự điên dại, những cơn đau triền miên trong miền ký ức. Các bạn trẻ mà gọi là viết những cái giọng là rất là u ám trên những cái trang Facebook để thấy con người đánh mất hiện tại lạc trú. Vì vậy, pháp thoại hôm nay sư muốn nhắc nhở các vị, chúng ta là người con Phật, giữ giới, thanh tịnh, sống trong chánh pháp. Cái gì đã qua, cho nó qua. Cái gì sắp đến, đừng nên suy tính, mà hãy sống thật tốt trong pháp hiện tại. Sư có biết một cặp vợ chồng trẻ ở tuốt ngoài miền Trung, mà sư quý lắm. Vì sư có biết họ đâu, người vợ điện thoại vào trong tận chùa sư cách đây 10 năm. Xin quy y với sư, bởi vì tình cờ nghe những bài pháp của sư. Cố tâm sự, hai vợ chồng đã đi qua một cái sóng gió lớn mà tưởng chừng là không thể hàn gắn được. Mà sư kể luôn cho các vị nghe. Cô nói sư phụ cứ kể đi, không có sao hết. Vợ chồng đang sống hạnh phúc như vậy, thì một người thứ ba là người đàn ông thứ ba xuất hiện, và cô đã lạc lòng. Cô đi theo cái tiếng gọi của một người đàn ông khác xuất hiện trong gia đình. Một cái tình cảm lén lút đó đã nảy sinh ra một cái bào thai mà chồng cô không hề biết, tưởng là bào thai của hai vợ chồng. Và khi sanh đứa bé ra rồi thì vẫn là gì? Một cái mối tình vụng trộm lén lút. Khi cô nghe pháp, cô biết cô đang sống trong tội lỗi, sống trong địa ngục. Cho nên cô nói bây giờ chỉ có một cách là phải tìm một người thầy chỉ cho mình phải làm gì đây. Mà không biết làm sao, chắc lẽ mình là nữ thì cô tâm sự nó dễ. Cô đã kể hết cho sư nghe. Và khi sư kể như vậy là cô đã cho sư cho phép sư kể, chứ sư không có nói chuyện người khác. Cô nói rằng bây giờ con phải làm gì? Con thưa với sư, con đang sống với chồng, nhưng con đang, hai vợ chồng con đang nuôi một cái đứa con. Đứa thứ nhất là của hai vợ chồng, đứa thứ hai là không phải, một người đàn ông khác mà chồng mình không biết.
người kia thì vẫn lén lút gặp nhau. Con phải làm gì? Sư nói, nếu thật sự cô muốn đời sống của con được thanh thản, được hạnh phúc, được an lạc, cô phải sám hối với chồng cô. Chứ không phải là sám hối với Phật hay sám hối với sư. Cô nói việc đó là không thể được, thưa sư. Nếu con nói điều đó có nghĩa là tự con phá nát hạnh phúc của nhà con. Mà trong khi bây giờ là cái người miền Trung người ta còn tôn trọng cái hai họ, hai bên. Cái sĩ diện của gia đình chồng, gia đình vợ. Nó không thể tự bôi phân trách trấu vào mặt mình. Nhưng nếu cô giấu giếm, lấp liếm như vậy là cô sống trong địa ngục của sự gian dối, sự lừa đảo của lương tâm. Và sư không bao giờ chấp nhận. Tuy nhiên, trước khi cô nói hết tất cả cho chồng cô nghe, cô hãy lạy Phật sám hối trước. Cô làm công đức thật nhiều, cô hãy tu tập và cô chấm dứt cái mối tình vụng trộm kia. Rồi cô tự tu tập 1 năm, 2 năm, bắt đầu cô hãy sám hối. Còn cô nói bây giờ là tan nát hết, là mình có công đức thì mình sẽ hóa giải được nghiệp và tội của mình. Thưa các vị, đó là con đường duy nhất. Nếu mà con tin sư thì con phải làm. Thì cô khóc và cuối cùng cô hứa là sẽ nghe lời. Bắt đầu làm công đức, sám hối, ăn năn, tu tập. Có bao nhiêu tiền không mua đồ trang điểm, sắm sửa gì hết. Tất cả là đi bố thí, cúng dường, làm phước. Để hồi hướng cho cái gì? Hồi hướng ngày nào con sám hối ông chồng đừng quýnh con. Và cuối cùng cái ngày sắp sửa sám hối đó là cô gọi điện cho sư mấy lần. Sư nói, vậy mà các vị biết không, khi cô nói ra tất cả những điều đó, người chồng bình tĩnh, yên lặng để lắng nghe. Và biết cái người con gái đang nuôi là con của người kia. Và bây giờ là em đã sám hối, em đã ăn năn. Và người chồng cần giúp cô là phải chấm dứt tuyệt đối, vì anh kia vẫn lai vãng đến tìm, kiếm tìm. Thì người chồng hứa giúp đỡ cô, không để cho người kia xâm hại, bằng cách là hai vợ chồng hai bên phải gặp nhau để nói cho sáng tỏ vấn đề là không có ai thuộc về ai ngoài trừ vợ chồng chính thống. Tức là cô, ông này ông làm tất cả những điều đó. Sau khi như vậy rồi đó, mọi chuyện giải quyết xong rồi, ông lại dắt cô vào trong tận chùa của sư. Cái thời đó chùa Thiên Quang chỉ là một cái nhà cấp 4 nhỏ và chung quanh là mấy cái cây và rác rến. Có sư mới về cái chùa đó chưa xây dựng gì hết. Và có xin quy y Tam Bảo, người chồng dắt vô. Rồi sau đó cuộc sống hòa hiệp, đoàn viên, và người chồng giúp cho cô là chấm dứt cái mối quan hệ cũng gay go lắm. Không có mắc, sư không muốn kể chi tiết. Nhưng cái ông kia đâu có dễ gì mà bỏ. Ông nói đây là con ông, bây giờ phải nhận tiền cấp dưỡng của ông, phải cho ông qua lại để đưa tiền, đưa bạc. Không, tất cả là không. Đây là vợ tôi, còn đứa con tôi sẽ nuôi. Tại vì không thể phá một lần hai gia đình. Gia đình này phá thì gia đình bên ông kia cũng phá, ông kia cũng có vợ. Cho nên không thể, phải chấm dứt. Thì bây giờ mà người chồng đứng ra bảo vệ vợ, vậy thì bên kia làm gì được? Thành ra mọi chuyện kết thúc một cách tốt đẹp. Là vì người này cũng có công đức sám hối ăn năn, nguyện xin chừa bỏ. Mà khi cái tâm mình thật tình sám hối như vậy thì cái lời sám hối của mình, người chồng nói trong 2 năm thấy bà tu nhân tích đức đã có sự nghi ngờ. Cái gì đấy? Có một cái chuyện gì đấy? Không trang điểm, không ăn chơi, không gì hết. Kinh kệ, công đức, bố thí, có tiền nhiều bố thí hết. Lễ phép, dễ thương chưa từng có. Ông đã nghi là có một vấn đề gì. Và có thể đã biết luôn mà không biết rõ là cái gì thôi. Và khi cô nói ra thì ông hoàn toàn chấp nhận là để chấm dứt và để vợ chồng hàn gắn. Sư tán thán khen ngợi lắm. Nhưng mà đời nó có chữ nhân các vị. Hai vợ chồng hòa hợp, giờ có đứa con trai rất hạnh phúc. Sư ra ngoài đó sư giảng, cả nhà đến thăm, rất là hạnh phúc. Nhưng cách đây không mấy ngày, cô vợ điện, người Phật tử đó điện cho sư. Sư ơi,
những tưởng cuộc đời là bằng phẳng. Nhưng không phải như vậy. Bây giờ, bất cứ lúc nào, chồng con cũng đem quá khứ ra để chỉ trích và chửi bới. Cái là sư thấy sập đổ thần tượng rồi các vị. Sư thập đổ thần tượng. Sư từng giảng bài pháp ai phản bội ai, sư nói cái câu chuyện này với một cái sự ngưỡng mộ. Nhưng mà bây giờ người vợ nói, người chồng đem ra chì chiết và làm đau khổ người vợ bất cứ lúc nào. Bất cứ chuyện gì, cô dạy con, em có nên thân không mà em dạy con? Cô nhắc con, em có nên nết không mà em dạy con? Cô bảo cô cảm thấy bị tổn thương, cô đau đớn, cô không muốn sống. Các vị biết sư nói sao không? Phóng đại nỗi đau. Ông kia cái chuyện qua rồi giờ ông tái hiện quá khứ phóng đại lên. Còn cô Phật tử này, còn cô này thì sao? Bình yên rồi phải không? Có con rồi phải không? Hạnh phúc rồi phải không? Quên tu rồi phải không? Đó, cái câu đó là quan trọng. Đâu còn tu nữa. Đâu còn sám hối, đâu còn lạy Phật, đâu còn làm các công đức. Giờ tối ngày chăm chăm cái thằng cu con đó thì tất nhiên là quả báo nó sẽ trở lại, nó sẽ tái hiện và sẽ làm đau khổ. Cuộc sống này là phải tu tập. Tu tập trong giới pháp, tu tập trong công đức sẽ hóa giải tất cả mọi nỗi khổ niềm đau. Các vị đồng ý không? Phóng đại mọi nỗi đau là do chính tham sân si của chúng ta. Phóng đại là chuyện không có thật. Tự ta làm khổ lấy ta. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc ạ.